Ngày 15 tháng 10, Đại tá Nguyễn Giới, trưởng Công an huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa triệt phá hai tụ điểm tấn công bạc trên địa bàn, tạm giữ hình sự hơn 10 đối tượng để kế tiếp điều tra làm rõ. Theo đó, lực lượng thám thính đã bất thần đột kích vào khu vực bãi cát Nguyên Thịnh Phát thôn Vĩnh Phước, xóm Đại Đồng, huyện Đại Lộc và tóm quả tang 10 con bạc đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa. Tại đây, lực lượng tác dụng đã chiếm được 14 triệu đồng cùng nhiều công cụ tổ chức tấn công bạc. Đại tá Giới cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để kế tiếp điều tra vụ việc. Trước đó, Công an huyện Đại Lộc cũng ra quyết định khởi tố vụ án tấn công bạc tại quán cà phê Cười xóm Đại Hiệp, đồng thời khởi tố 5 bị can. Theo cơ quan điều tra, nhóm người gồm Bùa Văn Quốc 1999, Đỗ Thanh Bá 2002, Nguyễn Duy Tâm 1985, Lê Văn Cảnh 1990, Nguyễn Mạnh Tuấn 1986 đang xem bóng đá tại quán cà phê Cười thì rủ nhau tấn công bạc. Đến khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 10, lực lượng thám thính vào tóm quả tang các đối tượng cùng tang vật và số tiền 6,4 triệu đồng.